Chí Minh. Năm ngoái 38 MVP, năm nay cần 60 MVP. Đấu trường ngoại hạng đã trở lại với sự tranh tài của cặp đôi kỳ phùng địch thủ GA Quảng Nam và GA Nghệ An. Chiến thắng chỉ dành cho những người tự tin. Quảng Nam có thừa sự tự tin. Tự tin thôi chưa đủ, quyết tâm chinh phục mới là đòn bẩy thành công. Nghệ An quyết tâm giành chiến thắng. Ai ở Quảng Nam luôn xem việc phát triển MDRT là nhiệm vụ quan trọng. Việc hình thành câu lạc bộ MDRT tạo nên một sân chơi đẳng cấp và khác biệt. Mỗi thành viên câu lạc bộ MDRT luôn rõ ràng về mục tiêu, tư duy đúng đắn với thái độ vô cùng tích cực. Và bằng thực lực của AIA Quảng Nam, chúng tôi tin tưởng mình sẽ giành chiến thắng trong trận chiến này. Với 3 MDRT đạt sớm, hơn 50 anh chị đang có tiến độ tốt. Chúng tôi đang tăng tốc, bám sát mục tiêu và hành động mạnh mẽ. Tôi tin 100% các anh chị chiến thắng. Mục tiêu rõ ràng, quyết tâm cao độ. MDRT Quảng Nam là những chiến binh thần tốc. Chiến binh MDRT tại Quảng Nam rất đáng ngưỡng mộ. Nhưng Nghệ An cũng có những ngôi sao cấp độ toàn hạng với một năng lực tuyệt vời. Và với những lần đoàn kết đó, chúng tôi sẽ chiến thắng. Nhiều năm liên tục là số lượng thành viên MDRT. Văn phòng Nghệ An là một trong những cái phát triển MDRT tại AA. Là một MDRT, tôi có một sự nghiệp bền vững, một thu nhập xứng tâm, một cuộc sống ý nghĩa. Khi hôm nay giúp đỡ được rất nhiều gia đình khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn. Khao trở thành MDRT trong tôi chưa bao giờ mạnh liệt đến thế. Với sự đồng hành từ câu lạc bộ MDRT Nghệ An, cùng quyết tâm mạnh mẽ, tôi cam kết là MDRT 2022. Tôi biết GA Nghệ An thực lực họ còn nhiều hơn thế, họ là đối thủ đáng gờm. Vì thế cho nên GA Quảng Nam không lơ là cho dù là một phút. Chúng tôi sẽ tập trung toàn lực tổng tấn công để giành chiến thắng. Trở thành văn phòng tổng đại diện triều đô của AIA Việt Nam đã chứng minh năng lực của GA Nghệ An. Chúng tôi xây dựng đội ngũ MDRT dựa trên văn hóa biển đến để tạo ra một sự nghiệp bền vững. Cùng nhau đồng lòng đồng chí tại đây, chúng tôi sẽ đánh giá tất cả mọi thử thách. Hãy chờ xem. MDRT Nghệ An, đồng chí đồng lòng quyết tâm chiến thắng. MDRT Quảng Nam bắt chiến bắt thắng. Cuộc chiến cân tài cân sức hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ. GA nào sẽ giành chiến thắng? Cùng chờ xem.